Dạ vâng, em Trinh Trang, Horace xin kính chào toàn thể các bác cùng các anh chị em yêu audio karaoke trên toàn quốc. Hôm nay tiếp tục với video mới thì một lần nữa em test và giới thiệu với toàn thể các bác cùng anh chị em trên toàn quốc là cái sản phẩm Equalizer. Đây là một trong những cái model thuộc vào top 1 của hãng Pioneer với model là SG9500, một trong những cái model có một cái tổng thể thiết kế kiểu dáng sang chảnh nhất và có một cái chất âm tuyệt vời nhất. Với cái model này, hãng thiết kế và sản xuất lắp ráp tại Nhật Bản, sử dụng nguồn điện đa cầu điện 100V, 110, 220 và 240V với công suất là 16W các bác cùng anh chị em nhé. Hãng thiết kế là toàn bộ mặt phay của Equal là mặt phay nhôm trắng và tất cả các cái cần chỉnh các cái giải tần số là cái cần đũa cũng là phay nhôm trắng CMC. Rất đẹp và rất mới các bác cùng anh chị em nhé. Cái sản phẩm Equal này em đang test và giới thiệu với toàn thể các bác của anh chị em là đẹp tới 96-97% và cái độ zin bản là tuyệt đối 100%. Toàn bộ bên trong máy em cũng đã tháo ra và xin giới thiệu chi tiết với các bác của anh chị em là cái nội thất của cái model Equalizer SG9500 này là chassis máy bên trong là toàn bộ là vàng óng ánh luôn, 7 sắc cầu vồng. Đây các bác của anh chị em chú ý để ý kỹ này. Đây là cái biến áp nguồn rất to, rất đẹp, rất mới các bác của anh chị em nhé. Nguồn vàng rất mới, rất đẹp. Và cái hệ thống bo lọc nguồn, tụ có một đôi tụ lọc nguồn và tất cả các cái phần linh kiện xử lý cái nguồn điện rất chi là tuyệt vời luôn. Với cái thiết kế bên trong là hai cái phần chỉnh ra hai vế lép nai tách biệt các bác của anh chị em nhé. Toàn bộ linh kiện IC xử lý tiếng hay nhất, tất cả các cái phần linh kiện hàng cao cấp được thiết kế và sử dụng ở trong cái model này. Toàn bộ cái mặt phay nhôm này các bác cùng anh chị em để ý này, các cái giải tần, giải bass 32F và giải depth 16K, tổng thể là phải nói là đẹp tới 96-97% các bác cùng anh chị em nhé. Chất âm thì nó là đỉnh cao và thuộc vào cái top 1 của Pioneer các bác cùng anh chị em ạ. Em đang chạy ở cái chế độ là nguồn điện 220V. Đây em sẽ quay sang mé bên sườn các bác cùng anh chị em để ý kỹ này. Rất đẹp luôn, cực kỳ đẹp, một trong những cái model hot nhất, vip nhất của hãng Pioneer đang có tại chính trang RD. Các bác cùng anh chị em vào theo dõi cái video của em. Các bác cùng anh chị em có nhu cầu thì xin mời liên hệ trực tiếp với em qua địa chỉ Trinh Trang RD, địa chỉ Cô Lô 38, Cảm ơn Cẩm Giàng, Hải Dương. Điện thoại 0967697999 và 0976757899. Em xin hàng toàn quốc theo cầu. Em sẽ quay đằng sau của cái chiếc quay này. Các bác cùng anh chị em để ý này. Đây, toàn bộ thông số đằng sau. Các bác cùng anh chị em lưu ý là với cái model em đang test trong cái video hôm nay là em chưa có spa một chút nào nhá. Nguyên hàng bãi về, chất bãi về, em chưa có spa gì. Các bác của anh chị em để ý kỹ cái thông số đằng sau Pioneer với cái model SG9500 sử dụng đa cầu điện 4 nguồn điện AC 110V, 120V, 220 và 240, tần số là 50-60F và công suất là 16W các bác của anh chị em nhé. Cái tem logo đằng sau này các bác của anh chị em để ý, tem logo đằng sau của cái hãng Pioneer các bác của anh chị em để ý này, đẹp như mới luôn. Và đây là cái số seri của máy này, số seri của máy này, 4 số cuối là 4943M các bác cùng anh chị em nhé. Đang chạy ở cầu điện 220V. Ở cái model này là sử dụng là có hai cái ngõ tín hiệu vào, tap và monitor. Một tín hiệu ra thẳng và một tín hiệu qua ra là qua Equal. Sơ đồ khối của Equal tổng thể là rất chi là đẹp các bác cùng anh chị em nhé. Rất đẹp, rất hay, rất mới. Các bác cùng anh chị em vào theo dõi và có nhu cầu thì xin mời các bác cùng anh chị em liên hệ trực tiếp em để sở hữu cái model rất chi là hiếm có ở thị trường Việt Nam, sử dụng đa cầu điện và mới tới 96-97% này các bác cùng anh chị em nhé. Chất âm tuyệt vời cho các bác cùng anh chị em phối ghép với tất cả các cái dòng âm ni nghe nhạc, đặc biệt là mặt phay nhôm trắng và có cái size là 42cm các bác cùng anh chị em nhé. Em sẽ tắt chế độ Equal đi, các bác cùng anh chị em chú ý lắng nghe này. Đây là đang chạy Equal này. Đây công tắc chất tắt chế độ Equal. Đấy em tắt Equal này. Các bác của anh chị em thấy là cái chất âm của ba giải bass trung thép nó thay đổi rất nhiều, nó tối hẳn xuống, nó chìm hẳn xuống các bác của anh chị em nhé. Và em đang chạy cùng với một bộ dề bao của hãng Acuvay C200 và B300F. Với cái bộ dề bao của Acuvay này thì các bác của anh chị em cũng đã biết rồi, chất âm nó đã rất tuyệt vời rồi. Nhưng mà khi em phối ghép cùng với một chiếc Equal
của hãng Pioneer với model là SG9500 này thì chất âm nó sẽ thay đổi và nó sẽ tuyệt vời hơn rất nhiều. Đây em bật chế độ quay quay này. Đấy, các bác cùng anh chị em thấy nó rất hay, rất tuyệt vời. Với cái model này quay Pioneer SG9500 hiện đang có tại Trinh Trang RD này là đẹp tới 96-97% này thì em bán ra với cái giá là hơn 8 triệu các bác cùng anh chị em nhé. Các bác cùng anh chị em thì có nhu cầu thì xin mời các bác cùng anh chị em liên hệ trực tiếp với em để sở hữu cái model này. Cuối cùng xin cảm ơn và xin chào hẹn gặp lại toàn thể các bác cùng anh chị em trên toàn quốc cũng đã theo dõi tất cả các cái video của em và cũng đã ủng hộ em rất nhiều. Xin cảm ơn và xin chào hẹn gặp lại toàn thể các bác cùng anh chị em.